Một số doanh nghiệp năng lượng tái tạo báo lỗ lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong đó có đơn vị là chủ đầu tư của nhà máy điện gió công suất lớn nhất cả nước. Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 nửa đầu năm nay lỗ 390 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty này cũng báo lỗ 858 tỷ đồng, còn năm 2021 vẫn có lãi. Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam Việt báo lỗ 19 tỷ đồng nửa đầu năm 2023, mạch thua lỗ kéo dài từ năm 2021 với âm 43 tỷ đồng, sang năm 2022 là âm 34 tỷ đồng. Công ty cổ phần điện mặt trời VKT Hòa An cũng cho biết lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm 9,9 tỷ đồng, niên độ báo cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, cao hơn mức lỗ 2,2 tỷ đồng năm trước.